chào các bố mẹ. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một hoạt động tiếp theo trong khóa giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi theo phương pháp Montessori và Shishida từ Mami Baby. Đây là một khóa học mà được các bố mẹ vô cùng yêu thích trên app Mami Baby, bởi vì khóa học và cung cấp hàng trăm bài chơi với con trong thời gian rất ngắn, nhưng có thể giúp cho bé phát triển đến 8 kỹ năng thông minh sớm, vận động sớm, cũng như là cảm xúc và trí tuệ. Mẹ nào chưa cài app Mami Baby thì hãy cài ngay nhé. Sau khi cài xong thì bố mẹ chỉ cần làm theo mục giáo dục sớm hôm nay là được ạ. Trở lại với bài học trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một hoạt động giúp bé phát triển nhận thức. Đó chính là hoạt động nhận biết vật từ sớm. Mục tiêu của bài học này là giúp bé nhận biết vật thật để bé có thể chỉ và nói tên đồ vật sau này. Các bố mẹ có thể áp dụng cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên nhé. Bài tập này thì sẽ yêu cầu có một số đồ vật nhỏ trong nhà hoặc là một số đồ chơi nhỏ. Bố mẹ có thể chọn bất cứ đồ vật nào quen thuộc hoặc là những đồ chơi mà bé yêu thích để cho bé tham gia trò chơi này nhé. Sự khéo léo của đôi bàn tay sẽ thể hiện sự phát triển của trí tuệ. Hãy để bé chơi với nhiều loại đồ chơi, thúc đẩy các tác động của bàn tay từ bị động chuyển sang chủ động, từ không chuẩn xác chuyển sang chuẩn xác. Mẹ hãy đặt một chiếc cốc mà bé thường uống nước trước mặt bé, nói với bé nhiều lần rằng đây là chiếc cốc. Nếu bé không mấy vui thích thì mẹ hãy để bé nhìn chiếc mũ chẳng hạn, cũng nói với bé nhiều lần rằng đây là chiếc mũ. Tuy rằng bé vẫn không nói nhưng đã có thể nhận biết vật. Sau vài tháng thì khi bé nhớ rõ những vật như vậy, mẹ hỏi bé mũ ở đâu nhỉ thì bé sẽ có thể chỉ được. Nếu bé không nhớ thì hãy dạy lại bé nhận biết. Khi bé nhớ rồi thì cũng cần phải nhắc lại. Chơi trò này trong khoảng 2 hay 3 tuần thì bé sẽ bắt đầu nhận biết được những đồ vật như vậy. Rất là đơn giản thôi phải không ạ? Trên đây là một hoạt động trong khóa giáo dục sớm dành cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi theo phương pháp Montessori và Shishida. Bố mẹ nào chưa cài app Mami Baby thì hãy cài ngay để cho con tham gia những trò chơi rất là hấp dẫn trên này nhé. Xin cảm ơn bố mẹ.